Rồi, khàn giọng rồi sợ quá. Ừ, nhìn cái mặt tôi kìa nghiêng nghiêng nhỉ. Nhìn cái mặt kìa. Làm sao? Con ném đồ ra đấy à? Đây. Ăn ngô đi. À, alo á? Bảo ăn ngô mà. Ui, cái thằng phá hại này. Ôi, ghê quá cơ. Thằng răng thỏ á.